nhân gian chốn đây. Bây giờ này con ước nguyện nơi đây được Chúa viếng thăm, Chúa đụng chạm mỗi chúng con đang khát khao. Nguyện thần linh Chúa đến đây chiếm lấy linh hồn này, nguyện thần linh Chúa giúp con truyền giao phước âm tin lành cho muôn người sẽ đến nơi Chúa tái được nhận ơn phước, như chính con đang được nhận nơi Chúa là sự cứu rỗi linh hồn. Nguyện tâm hồn con được nhận quyền năng Chúa.